Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với VN Silence. Hôm nay VN Silence rất vinh dự được mời chị Đoan là đại diện của trường Willowdale High School đến đây để chia sẻ về trường cũng như là dùng kinh nghiệm là cụ du học sinh Canada để chia sẻ kiến thức đến với mọi người. Dạ em xin chào chị ạ. Chào Nhung. Cảm ơn VN Silence cũng như Nhung đã mời chị hôm nay để chia sẻ một số thông tin về trường. Thì như Nhung đã giới thiệu, chị là Đoan, hiện là đại diện của trường Willowdale High School ở Toronto, Canada, và chị base ở Việt Nam. Thì bản thân chị thì cũng là cựu du học sinh của Canada, thì chị cũng mới về hồi tháng 1 thôi. Đó, thì chị học về thạc sĩ giáo dục. Dạ vâng, vậy thì quý vị phụ huynh có thể tin tưởng rằng là những thông tin mà quý vị phụ huynh sắp được lắng nghe đây sẽ là những thông tin cập nhật nhất về trường cũng như là những chia sẻ kiến thức thực tế của một người từng du học Canada. Dạ vâng, vậy thì trước tiên thì chị có thể giới thiệu sơ lược về trường của mình được không ạ? Thì trường Willowdale High School nằm ở trung tâm Toronto của Canada. Trường cung cấp những cái bậc học từ lớp 9 cho đến lớp 12. Và trường cũng là trường đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario để là cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 cho các bạn. Dạ vâng, vậy thì nếu như mà mình ví thành phố Toronto giống như là thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể nói vị trí của trường Willowdale là như thế nào ạ chị? Nếu mà để cho phụ huynh có thể tưởng tượng ra cái vị trí của trường ở Toronto, nó ở Hồ Chí Minh thì nó giống như là ở quận 3 vậy, nó khá là trung tâm như vậy. Còn nếu mà so với Hà Nội á, thì nó giống như ở quận Hoàn Kiếm vậy. Và trường chỉ cách cái ga điện ngầm khoảng 5 phút đi bộ thôi, nên rất là thuận tiện cho các bạn học sinh đi lại trong thành phố. Và xung quanh trường á, là có những cái cửa hàng tiện lợi, có siêu thị hay có những cái chỗ trung tâm tập thể dục thể thao để cho các bạn có thể giải trí ngoài giờ học. Dạ vâng, vậy thì nếu như mà nói về vị trí địa lý của trường mình thì quý vị phụ huynh sẽ không phải lo lắng, bởi vì thành phố Toronto là một trong những thành phố nổi tiếng nhất của tỉnh bang Ontario. Đồng thời trường Willowdale lại còn nằm ngay trung tâm nữa. Thì nếu như mà tưởng tượng Toronto là thành phố Hồ Chí Minh thì trường giống như là đang ở quận 3 vậy đó mọi người. Tiếp theo đó thì chị có thể chia sẻ thêm về học phí của trường mình được không ạ? Về mức học phí của trường thì hiện giờ trường offer là mức học phí là 15.600 cho 8 tín chỉ, thì tính ra là 1.950 cho 1 tín chỉ. Thì thông thường các bạn sẽ học khoảng đâu đó 8 đến 10 tín chỉ một năm. Nếu bạn nào muốn rút ngắn chương trình học thì có thể học 10 tín chỉ để mình có thể rút ngắn được cái bớt chương trình học. Mà như Nhung biết, ở Canada thì cái hệ thống giáo dục của mỗi tỉnh bang khác nhau. Thì ở Ontario mà để tốt nghiệp được cấp 3 thì các bạn sẽ 30 tín chỉ, đòi hỏi phải 30 tín chỉ. Thì vậy nếu mà các bạn hoàn thành 30 tín chỉ trước 4 năm thì các bạn có thể tốt nghiệp trước, chứ không nhất thiết là các bạn phải hoàn thành đúng đủ 4 năm như cái hệ thống ở Việt Nam. Dạ vâng, thì như chị Đoan cũng có chia sẻ đó quý vị phụ huynh, là khác với lại nền giáo dục của Việt Nam mình thì hệ thống giáo dục ở bên Canada không phải là tính theo môn học mà tính theo số tín chỉ. Học sinh muốn tốt nghiệp ở tỉnh bang Ontario thì cần phải chuẩn bị 30 tín chỉ. Học sinh học càng nhanh số lượng tín chỉ đó, đăng ký càng nhiều tín chỉ thì thời gian học sẽ càng ngắn lại. Ở trường chị thì thầy hiệu trưởng cũng rất là sâu sát trong cái việc mà theo dõi cái từng bước phát triển của các bạn, nên khi mà mỗi lần các bạn mà vào trường á thì thầy hiệu trưởng sẽ gặp riêng từng bạn luôn để mà thảo luận coi là bạn muốn cái gì, ước mơ của bạn là gì. Và thầy hiệu trưởng hiện giờ đang là theo học tiến sĩ của đại học Toronto, là đại học hàng đầu của Canada. Vì vậy thầy sẽ biết được là thầy hiểu được cái giáo dục như thế nào để là phù hợp cho từng bạn. Ngoài ra thì trường chị một đặc điểm là trường tư, nên cái size, cái kích cỡ môn học từng lớp nó rất là nhỏ, khoảng 15 bạn một lớp, nên có sự sâu sát giữa giáo viên với lại học sinh rất là nhiều. Và các bạn ngoài việc gặp hiệu trưởng có thể thảo luận với giáo viên nữa. Và các giáo viên của trường chị đều là có những người có bằng, gọi là bằng sư phạm của Ontario, để mà có thể đem lại cái chất lượng giảng dạy cao nhất ở trường. Ngoài ra các bạn học sinh còn có, gọi là có tự đội ngũ tư vấn người Việt nữa, nên bạn nào mà hơi yếu tiếng Anh một tí mà ngại giao tiếp với người giáo viên á, thì có thể gặp trực tiếp các anh chị người Việt Nam bên đó để mà có thể mà
hỏi thêm về bài vở, hỏi thêm những cái vấn đề xung quanh trong cuộc sống. Thì trường hiện giờ là có đến 2 người Việt. Một anh cũng học thạc sĩ giáo dục ra để mà có thể kèm cặp các bạn trong quá trình học, và một chị thì lo về mặt giấy tờ cho các bạn, động viên các bạn trong quá trình học vậy đó. À dạ vâng, vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là trường Willowdale thật ra là rất là hỗ trợ cho học sinh. Bởi vì ngay từ ở bên phía Việt Nam thì ngoài việc công ty VN Talent hỗ trợ các bạn, thì các bạn còn có chị Đoan đây là đại diện tuyển sinh của trường tại Việt Nam hỗ trợ. Khi các bạn đã qua bên trường rồi thì được thầy hiệu trưởng tận tình hỏi thăm về cái nguyện vọng của các bạn, và đồng thời luôn có những thầy cô là người Việt sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn nếu như các bạn còn gặp rào cản về ngôn ngữ. Nếu như quý vị phụ huynh và các em học sinh còn bất kỳ thắc mắc nào khác thì đừng ngần ngại liên hệ với trang fanpage của VN Talent hoặc liên hệ qua số hotline 0707003007 để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào video sau.